Nếu nem có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game Lockroot nhé mọi người. Thì hôm nay thì uh, nói chung là kiến này nó bán nhiều rồi nhưng mà mình chưa sở hữu được, mình mới được có cái haki với cái áo thôi. Thì hôm nay mình sẽ có một cái clip gọi là test lại những cái test cái trái quỷ tơ nhé mọi người, nó trở thành trái Spider-Man rồi. Thì test lại có nghĩa là hôm bữa là mình đã gọi là làm tới hết, nó gọi là mình đã làm những cái gọi là update um, có những cái gì sửa lại như trái Spider-Man này, trái lớp này kia các thứ thì hôm nay mình sẽ test lại trái Spiderman nhé mọi người đó là trái tơ trái tơ cũ thì mình sẽ test lại coi nó sửa à, ngoài cái việc mà chiêu ép nó được uh, gọi là cái chu chiêu 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 ép chưa ép hay chiêu Z gì nó được làm lại chiêu ép chiêu đu dây nó được làm lại thì ngoài cái chuyện đu dây đó thì nó còn ví dụ như v 1 nó có sửa cái gì hay không để chúng ta biết được giống như kiểu trái mu chi mình vừa làm á mình không để ý mình tới lúc mình cầm mình đi bơi bơi mình quay clip thì mình mới biết là trái mu chi được làm lại đó mọi người ạ thì bây giờ mình sẽ trước khi vào video thì lúc nào cũng vậy thì mình sẽ lên đâm một trái quỷ xong rồi mình sẽ vào video nhé mọi người hiện tại là mình đang có 200 đây nó trở nó thành hình của cái trái trái tơ bây giờ nó đã thành thành cái trái Spiderman rồi mọi người à. có thể là sẽ dính bị dính bản quyền á nên là mình sẽ đổi đổi đổ tên bây giờ mình sẽ đâm, đâm cái xong rồi mình sẽ test ha mọi người trái Spiderman coi như thế nào oh, ra trái băng à. cũng được cắt cho đi trái tơ thực sự ra là mình cũng không có mọi người à. mình cũng phải lấy ra mình ăn thôi nó chỉ sửa cái ngoại hình nó chỉ sửa cái cái hình nền thôi còn cái giao diện của trái quỷ thì nó vẫn không đổi nha mọi người nó vẫn là uh, à, dẫn 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 là đại cha này nó sẽ sửa tên lại thôi nó sửa tên rồi này ngoại hình thì y chang đó bây giờ mình sẽ ăn vô ha ăn vô mình sẽ test thử v hai xem mình sẽ test thử v một trước đi mình đi test thử v một coi v một nó có cái gì đó mọi người thấy hình nó khác ha Đây là trái v hai đó, nó sửa lại cái chiêu ép còn mà để coi thử có v một nó có cái gì thay đổi không mọi người ạ à? mình xem thử cái v một của nó có cái gì thay đổi không mình tắt hết chiêu hết đi ha coi thử cái v một của nó v một của nó có gì về thay đổi không à, bảy tơ có gì đổi không u tơ từ tơ tôi <laughs> từ nhiệt hình như chiêu c làm lại đúng không à, cái ô nó làm lại nè mọi người nó làm lại mấy cái chiêu này nè đu dây thì sao à đu dây thì vẫn như vậy hình như chiêu c chiêu v được làm lại đúng không chiêu c với chiêu v của v một được làm lại đúng không mọi người đây hả à? đúng rồi làm lại ơi không để ý trời ơi thì ra v 1 nó cũng có sửa mọi người ạ à. cũng không riêng gì v 2 v 2 nó v hai nó cũng v hai nó đã sửa rồi v 1 nó cũng sửa luôn nó sửa lại cái chiêu sửa lại cái 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 chiêu cuối đó nè đó mọi người nhìn này thấy nó khác ha ngủ ngủ tơ k, kích kích cỡ nói chung là lúc trước là nó làm đã số là một trắng nhiều còn bây giờ có thể không biết là có thể nó đổi theo hai hay gì mình không biết nhưng mà đây chiêu c nó được đổi nè chiêu C của V1 và chiêu V của uh, V1 cũng sửa luôn chiêu F thì y chang như vậy còn chiêu Z thì thực sự ra là à, chiêu Z cũng như vậy thôi bảy tơ cũng như vậy thôi đó à, nó làm lại mọi người à V1 nó làm lại nhiều á chiêu V2 thì không làm nhiều V2 chỉ làm một chiêu thôi đó à, chiêu C với chiêu V làm lại nè cũng cũng thấy là cũng uh, Đam không biết như thế nào nhưng mà làm lại hai chiêu này thì mọi người nhìn nó đẹp hơn á chứ cái chiêu V này nhìn đẹp nhìn đẹp phết mọi người ạ à những cái chiêu là chiêu c nữa chiêu c là nó gồng theo cái kiểu là sao ta nó gồng nè mọi người nhìn nó gồng nè nó gồng kiểu giống kiểu cái bảy bảy tơ á nó gồng như kiểu bảy tơ đó, mọi người ạ à. thấy <laughs> nhìn đẹp ha đó đây là hai cái hai cái chiêu hức của cái v 1 được làm lại đó là chiêu c và chiêu v bây giờ chúng ta sẽ đến v 2 ngoài việc chiêu f được làm lại thì nó sẽ có cái gì không nếu mà như à, mình sẽ bật lên hết đi ha bật lên hết đây Spiderman gì đó tơ tơ nhiệt tơ nhiệt trảm tơ ngục bạch Rồi. nói chung là bây giờ mình sẽ test lại từ kia coi nó có đổi cái gì không nha hình như là không có gì hết cũng không có gì luôn bình thường mọi người à cũng bình thường cũng bình thường chưa vơi thì sao chưa vơi hình như nó đổi đúng không ta hình như chưa vơi nó đổi á mọi người à nó đổi kiểu đổi ngoại hình thôi ha nó đổi ngoại hình của chiêu v ha vậy là chiêu v với chiêu f hả cái này là mình thấy như vậy thôi nha tại vì mình chơi tới cũng không có nhiều mình thấy nó hình như nó có đổi được một nó đổi một tí thôi mọi người à để để mình chờ chiêu v nó hồi lại mình đánh cho mọi người xem ha nó sửa trái tơ như vậy thì không biết là đam của nó lượng đam nó gây ra như thế nào nhưng mà chúng ta chắc là chúng ta sẽ để những cái video sau để chúng ta test đam hôm nay mình muốn coi thử coi Tester tơ nó đổi xong mà ngoại hình nó như thế nào thôi mọi người là chiêu hức này kia coi đây để à Ồ, oh, đúng rồi, đổi nè, chiêu vơi đổi. Nhìn là biết, nhìn như vậy nhìn nhìn là biết nó đổi chiêu rồi, nhìn là, là biết nó đổi chiêu hết rồi. Chắc nó đổi chiêu hết chứ ngoại hình thôi mọi người, còn cái này là trên trên thông báo trên bề ngoài thông báo là admin thông báo là chỉ chỉ đổi chi, chiêu chiêu, này thôi. Đó. Oh. Spider-Man. Ah. <laughs> đu đu bất cứ chỗ nào cũng được hết nha mọi người, đu bất cứ chỗ nào cũng được hết. Ồ, oh, nó đu, đu cao lắm nha, nó đu, đu cao đó nha mọi người. Đây 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 làm lại nè. Là. Ú. Uh. <laughs> nhưng mà mình thật sự thích thích cái hết cái chiêu V nha hình như chiêu vơi đổi mà đúng không hay là ờ uh, khác mà khác rõ ràng đúng rồi khác ờ à, và như mình vô đang vô trong server luôn kìa Chứ mình thấy cái chiêu V nó khác thật sự mọi người đau để mình thử mình thử rủ vân BB thử coi không biết là quấn lại không sợ nhiều khi trái tên này đánh không ngon đâu thôi nghĩ đi rủ bê bê bê, bê, bê với nó mới cầm tụi của ti tôi nữa khổ lắm à bả vô đây bà làm cái gì bả có hai mờ rử à thì <laughs> thì để à, gì mà vô à vô server chứ nó định quay clip hay gì á à, xong nó thấy mà nó thoát rồi nếu như mà chơi như thế này thì chúng ta sẽ để à, nếu mà gọi là đây mình sẽ làm như thế này cho mọi người dễ hiểu ha chúng ta sẽ à, tắt hất tỉnh của cái chiêu sơ đi đó như vậy là chúng ta sẽ có tất tất cả những cái quỷ những chiêu hất tỉnh những gì động những chiêu được làm lại nè này làm lại đúng không? Mình nhớ làm lại mà. Đâu có cái chiêu nào, đâu có, mình cũng có dùng trái tơ rồi mà làm gì có cái chiêu nào đánh như vậy. Uh, nhìn uh, giờ chúng ta không làm uh, chúng chúng ta không làm do uh, flamingo nữa mà chúng ta làm a uh, uh, Spider-Man mọi người, chúng ta làm người nhỏ nha. Đi làm người nhỏ với uh, chiêu đu dây nè. <laughs> nhìn nó đu dây đúng không? đu dây xa nha, nhưng mà chiêu hồi hơi lâu, chiêu hồi hơi lâu. Hay là mình có bấm liên bấm liên tục được không? Không hả? Không à, phải chờ. À giờ phải chờ nó đu cũng được nhưng mà cũng được tốc với tốc độ nó đu như thế này thì mình thấy cũng khá là ổn mọi người ạ à. thì đó là cái tất cả những gì mình muốn nói về cái trái Spiderman này khi được làm lại nha mọi người là V1 nó cũng có sửa lại mà V2 nó cũng có sửa lại mà sửa lại thì nhìn nó có vẻ đẹp mắt hơn nè đu dây cũng khá là ổn còn đam thì mình chưa có test đam thì chắc mình để mình test là một cái video sau thôi chứ mà giờ test luôn đam nữa thì cũng không biết làm gì bây giờ không lẽ ra chờ treo đến du biển này nó khá là lâu còn mệnh giá của nó hình như nó cũng như vậy thôi mọi người ạ, à. nó không đổi ha, giá tiền của nó cũng không đổi. Cũng là bao nhiêu ta? Trái 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 này bao nhiêu tiền mình quên rồi, trái tơ này bao nhiêu tiền mình quên rồi mọi người ạ. À? Nằm nó nằm ở dưới đây thì nó hơn trái lớp hả? Hơn trái lớp triệu 2 triệu 3 trái, này chịu triệu rưỡi hả ta? Không trái này triệu trái phong rất là triệu 8 vậy chắc trái tơ là tầm khoảng một triệu rưỡi ly á tiền thì nó vẫn là như vậy thôi chiêu thức thì v1 cũng có sửa mà v2 cũng có sửa thôi được rồi đó là tất cả những gì mình muốn nói về cái trái Spiderman khi nó sửa lại uh, lẫn v1 lẫn v2 còn kiểu như mấy bạn vào mấy bạn cứ thử chơi trải nghiệm đi coi mấy bạn có thích hay không cái tên này mình thấy rất là nhiều rồ, người rồ săn multi người ta dùng nha mọi người nhưng mà mình thì nói với mình thì mình gà lắm nên mình không dùng được rồi mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây thôi mọi người thấy clip này như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha cảm ơn mọi người đã chúc xem clip mình nhé hẹn clip sau bye bye